chúng ta kỷ niệm sự chết và sự đau đớn của Chúa Giêsu và sự chết của Chúa Giêsu. Và chiều hôm nay chúng ta cùng nhau dự tiệc thánh. Tôi xin đọc ở trong Luca đoạn 10:22. Con 14 đến câu 20. Trước khi chúng ta cùng nhau ăn bánh của Luca. Luca đoạn 22. Từ câu thứ 14 đến 20. Đến giờ Ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn. Vì ta nói cùng các ngươi, ta sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi lễ ấy được trọn trong nước Đức Chúa Trời. Ngài bèn cầm lấy chén tạ ơn rồi phán rằng: Hãy lấy cái này phân phát cho nhau. Vì ta nói cùng các ngươi, từ nay ta sẽ không uống trái nho nữa, cho tới khi nước Đức Chúa Trời đến rồi. Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm sự này để nhớ ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ mà phán rằng: Chén này là sự giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra. Tôi sẽ đọc thêm ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn thứ 11 câu 26 đến câu 29. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu là đấng công bình, thánh khiết trọn vẹn, và Ngài cũng là đấng yêu thương nhân loại. Và bởi sự yêu thương đó mà Ngài sẵn sàng chịu chết trên thập tự giá để cứu chuộc nhân loại ra khỏi sự hình phạt mà Đức Chúa Trời ấn định cho những kẻ tội nghiệp không tin cậy nơi Ngài. Và đó là tình yêu thật là lớn, tình yêu thật là kỳ diệu đối với mỗi người chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta nhận được tình yêu thương của Chúa. Đó là một ơn phước mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Để từ thánh đầu tiên mà Chúa Giêsu đã thiết lập cùng với các môn đồ trước khi Chúa Giêsu lên thập tự giá, thì trong bữa tiệc đó Chúa lấy bánh và nước nho đưa cho môn đồ uống, và Chúa phán rằng: Đây là thịt của ta và huyết của ta, thì các ngươi mà phó cho hãy làm việc này để nhớ đến ta. Rồi trong khi thi hành chức vụ, trong thời gian mà Chúa Giêsu còn đại thế, Ngài đi giảng đạo nơi này nơi khác, và Chúa đã ban ơn và cứu giúp cho dân chúng rất là nhiều, chữa lành mọi bệnh tật và Chúa làm nhiều phép lạ. Và như vậy thì dân chúng là người Giu-đa và đi theo Chúa rất là nhiều, tìm kiếm Chúa. Thì một lần Chúa Giêsu phán với họ rằng: Các ngươi tìm ta chẳng phải vì phép lạ, vì tìm kiếm ta cho được phước, nhưng mà vì bánh ăn được no nê. Đó là họ tìm kiếm Chúa để họ thấy được phép lạ của Chúa làm một trên đời sống của họ, và họ hưởng được những phước của Chúa khi Chúa còn bên cạnh dân này. Và Chúa nói rằng: Các ngươi tìm kiếm ta, hết lòng. Một lần Chúa dạy họ về bánh sự sống ở trong Giăng đoạn thứ 6 câu 54 đến câu thứ 56. Tôi xin đọc ở trong Giăng. Giăng đoạn thứ 6
thịt và uống huyết của ta thì được sự sống đời đời. Nơi ngày Sô-rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người. Đó là lời của Chúa Giê-xu phán cho dân sự khi xưa họ theo Chúa vì có đồ ăn, mà không phải là tìm kiếm Chúa thật sự. Chúng ta là ăn thịt Chúa và uống huyết Chúa thì được sự sống đời đời, được sự sống. Ngày hôm nay chúng ta ăn bánh và uống chén, thì chúng ta sẽ cùng hòa nhân dự buổi tối hôm nay. Đây là bánh và bánh thường và nước nho. Thì chúng ta ăn uống bánh và uống chén này với ý nghĩa thuộc linh là chúng ta có được sự tương giao với Chúa mật thiết và chúng ta được trở nên là một với Chúa, thông công với Chúa, là một với Chúa Giêsu ở trong thân và huyết của Chúa. Và chúng ta làm điều đó để chúng ta ở trong Chúa và nhận được ơn phước của Chúa càng nhiều hơn nữa. Thì thánh ngày hôm nay là dịp để nhắc nhở cho chúng ta về tình yêu của Ngài. Tình yêu của Chúa chúng ta biết thật là lớn lao đối với chúng ta. Nếu không có sự chết của Chúa thì chúng ta không thể nào được sự cứu rỗi mà Ngài đã dành cho chúng ta. Bởi vì chúng ta dự thánh để biết ơn Chúa, nhớ đến ơn lớn lao mà Ngài đã dành cho chúng ta để chúng ta sống đời sống xứng đáng cho Chúa. Và dự thánh cũng là dịp để cho chúng ta chờ đợi Ngài Chúa Giêsu sống lại để chúng ta được ở với Chúa. Và dự thánh cũng nhắc cho chúng ta để chúng ta rao truyền ơn cứu rỗi của Ngài cho mọi người. Sứ đồ Phaolô cũng nhắc nhở cho chúng ta rằng mỗi khi anh em ăn bánh này, uống chén này thì nhớ rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Đây là lời nhắc rất là quan trọng đối với chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta đã dự nhiều lòng ăn bánh và uống chén của Chúa trong ngày đầu tháng. Xin chúc cho chúng ta khi chúng ta cầm cái bánh và chén này thì nhớ đến ơn yêu thương của Chúa mà chúng ta nhận những mạng lệnh mà Chúa dành cho chúng ta, bảo chúng ta phải thực hiện. Đó là rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Vậy thì trong về dịp từ thánh, trong buổi từ thánh của tối hôm nay, xin Chúa nhắc nhở mỗi lòng của chúng ta để là chúng ta không phải giữ hình thức ăn bánh của nhau không, nhưng mà trong khi chúng ta cầm cái bánh và chén thì chúng ta nhớ đến tình yêu của Ngài và chúng ta tỏ ra hành động, bày tỏ qua hành động của chúng ta yêu mến Chúa như thế nào để chúng ta sống xứng đáng đối với những người xung quanh và chúng ta đem tình yêu của Ngài cho những người chưa biết Chúa. Đó là điều mà Chúa mong muốn và đó là ý nghĩa khi chúng ta ăn bánh của chén này. Xin mời chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cùng lên. Xin mời quý vị trong ban chấp hành lên phục vụ. Mỗi người chúng ta đến với Chúa sự cầu nguyện. Có những sự xa cách trong đời sống của chúng ta, có sự yếu đuối đây làm nào, thì xin Chúa giúp cho chúng ta trong ngày này để chúng ta đến với Chúa và được ngày tha thứ, để chúng ta xứng đáng ăn bánh trong ngày này. Ta cầu nguyện đến với Chúa thần. Lạy Chúa, cái điều chúng con đến với Ngài trong giờ này, đây là giờ mà chúng con có thể thông công với Ngài qua bánh và chén này, biết Ngài đổ ra để tha thứ tội lỗi của chúng con, biết Ngài thanh tẩy chúng con để chúng con được trống trong, chúng con sống xứng đáng với tình yêu của Ngài. Chúa ơi, trong cuộc sống của chúng con mỗi ngày, trong những năm tháng qua, có những điều là chúng con
Lạy Chúa giờ này chúng con đến với Ngài, con tin cậy nơi quyền năng huyết báo của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Trước Ngài có quyền thanh tẩy và rửa sạch chúng con. Lạy Chúa xin Ngài thương xót của Ngài giúp chúng con có tin cậy nơi Ngài. Đời sống của mỗi người chúng con sống dưới trần gian này, con ao ước rằng sẽ mang cùng đèn sáng đem tình yêu của Ngài đến cho những người chưa biết Chúa. Chúng con ao ước rằng sẽ có nhiều người đến với hội thánh của Chúa qua mỗi đời sống của chúng con tại đây. Nếu đời sống của chúng con thiếu lòng tin cậy nơi Chúa, chúng con sống không theo lời dạy dỗ của Ngài và sống không đẹp lòng Chúa, thì là gây cớ bất hạnh cho nhiều người không thể đến với Chúa được. Lạy Chúa, trong những ngày tháng bước đi với Chúa, con lạy Chúa xin Ngài nhắc nhở chúng con. Xin Ngài có trách lòng của chúng con khi chúng con có những sự sai trật và yếu đuối trong đời sống của mình. Thế này chúng con sẽ cùng nhau ăn bánh và uống chén này để kỷ niệm sự thương có của Chúa, sự chết của Ngài vì cớ tội lỗi của chúng con. Lạy Chúa xin Ngài giúp cho chúng con để chúng con luôn hướng lòng về Chúa. Con đặt đức tin của mình nơi Chúa cái trọn vẹn. Chúng con hướng về với Chúa để chúng con yêu mến Ngài cho đến ngày cuối cùng. Xin Ngài giúp cho chúng con sống đắc thắng, được ơn của Chúa càng hơn. Mỗi ngày được bước đi với Chúa không mệt mỏi, không sợ lòng. Tôi xin Chúa Ngài giúp cho chúng con mạnh mẽ để chúng con luôn sống cho Chúa và phục vụ Ngài để chúng con cảm ơn Ngài. Xin Ngài đến chúng con bao phủ chúng con trong giờ này. Chúng con sẽ cầm lấy bánh này, uống chén này. Thì xin quyền năng nước báo của Chúa Ngài bao phủ lấy chúng con và chúc phước của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hội thánh của Chúa trong giờ này mỗi lần dành chúng con trong những tay quyền năng của thương của Ngài. Xin Ngài tha thứ và dạy dỗ giới cảm chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và hết lòng thành kính cầu nguyện. Dường dành đến những sự kiện. Amen. Xin bảo lãnh đạo. Gethsemane, môi Chúa đã đổ hơn trên Ngài, tựa như giọt máu khổ đau. Con xin Ngài, Cha trên trời, Ngài quăng xa đi đau thương. Ý Cha luôn luôn vang trong lòng con. Ngài đã chết thay tôi để cứu chuộc đời tôi ra khỏi tối tăm. Trong u buồn tháng năm dài lê thân nơi nơi mỏi mòn đi tìm tình yêu thế nhân. Bao năm tôi lìa xa tình yêu Ngài hy sinh vì tôi.
cùng ăn bánh này nhớ đến sự chết của Chúa, thân của Ngài, ăn nát vì cớ tội lỗi của chúng ta. Bữa tối rồi thì Ngài cầm lấy chén và phán rằng: chén này là sự giao ước mới trong huyết ta, thì các ngươi mà phó cho làm điều gì điều này thì nhớ đến ta. Thánh kính thiên mời quyền cùng chào vô chúng con ơi, ngài là vua muôn